Quý vị Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây là bản tin sáng thứ ba giờ California. Thì thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua một cuối tuần dài. Cái cuối tuần dài có nghĩa là 3 ngày nghỉ cuối tuần. Ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày chủ nhật thì chúng ta có ngày lễ Phục sinh. Và thứ hai, chúng ta có ngày lễ nghỉ của Hoa Kỳ. Cho nên sau 3 ngày nghỉ, bây giờ chúng ta trở lại chương trình đặc biệt. Đây là bản tin đầu tiên, nếu quý vị coi bản tin trong sơ làm thì đây là bản tin đầu tiên trong tuần của chúng ta. Xin trân trọng chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta nói tin một số tin tức quan trọng trong ngày. Cái tin đầu tiên mình nói đến đó là cái thị trường cổ phiếu của ông Trump. Tin nó rần rần đưa ra trên khắp các trang mạng của nước Mỹ và thế giới là cổ phiếu của ông Trump, của công ty thì công ty nguyên tên đầy đủ của nó là nó dài dòng lắm. Quý vị nghe cái tin ngắn này hơn là Truth Social, là công ty con, một chi nhánh công ty trực thuộc về công ty truyền thông của ông Trump, mà nó có cái mã số vừa ra thị trường chứng khoán là DJT Stock. Cái mã số là DJT rồi viết tắt trên Donald J. Trump viết tắt, thì ngày hôm nay nó rớt xuống cách rất là kinh hoàng, cổ phiếu rớt giá cái kinh hoàng. Quý vị thường tưởng tượng tượng là nó lên, nó kêu là volatile, là lên cũng nhanh mà xuống cũng lẹ. Thì sau họ mở chợ ra nó ra chính thức trên thị trường mua bán của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì vào ngày thứ ba vừa qua, nó lên ồn ào náo nhiệt, người ta đầu tư có ủng hộ ông Trump, có mua ồn ào trong đáo nhiệt, nó lên xuống cách tưng bừng như vậy. Thì có lúc cái thị trường phải đóng cửa lại vì nó volatile, là nó lên trầm xuống bỏng quá, lên bỏng xuống trầm quá, thị trường có lúc phải dừng lại đôi chút để ổn định thị trường hơn. Và sau đó nó từ 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 tụt xuống từ ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, và bây giờ bước sang tuần thứ hai ngày hôm qua thì cái thị trường này đổ dốc thêm lần nữa, là đổ dốc xuống 20% nữa vào ngày thứ hai ngày hôm qua. Thì điều cho thấy là thị trường cổ phiếu của ông Trump chưa ổn định, lên voi xuống gió, lên bọng xuống trầm, nó sẽ ổn định sau thời gian nào đó. Thì nó ở mức nào, lên hay xuống hay nằm yên, chúng ta chưa biết thưa quý vị, vì có nhiều yếu tố chi phối, tin tức chi phối khác nhau. Và ngày hôm nay cổ phiếu ông Trump thì rớt lại 13.3%, rớt 21.47%, tương đương với 13 đồng 30 xu. Và cổ phiếu của ông Trump ngày hôm nay đóng lại, cổ phiếu DJ Trade, Donald J. Trump đóng ngày hôm nay khóa lại cuối thị trường là kết thúc là 48 mỹ kim 661 một cổ phiếu. So với VinFast thì trong thời gian vừa qua nó rớt xuống còn 4 đồng mấy à, nhưng có lúc có lên cả 100 đồng, vì mà lên gần tới 100 đồng một cổ phiếu, và sau đó nó chút nổi xuống một cái không có gì, xem lao xuống dốc mà không có thắng, mà nó lao bất tận, và bây giờ sau cả tháng trời nằm ở trên năm năm đồng một cổ phiếu, và trong mấy một vài tuần vừa qua rơi xuống 4 đồng mấy một cổ phiếu. Và người ta dự đoán rằng nếu không có gì ngăn chặn lại, cổ VinFast không có cách ngăn chặn lại, thì nó sẽ trở thành cổ phiếu rác, có thể là bạc xu bạc cắt trong cổ phiếu. Và đó phải là đường đi của một cổ phiếu DJ Trump không thì không biết. Nhưng mà trong cái nhìn riêng của tôi nghĩ cổ phiếu, nếu tôi đầu tư cổ phiếu của VinFast nhiều hơn đầu tư cổ phiếu của công ty Trump. Bởi vì sao? VinFast nó đang mở rộng các thị trường ở Đông Nam Á và châu Á. Nó đi vào Indonesia, nó đi vào Ấn Độ, và với cái xe điện của nó đang mở rộng. Cái cạnh tranh cũng rất khốc liệt trên thị trường xe điện. Ít ra nó có một chút hy vọng tương lai nào đó được có đồng tiền lời nào đó. Vì bây giờ nó đang rất lỗ, lỗ mấy năm rồi lỗ chóng mặt. Nhưng mà tôi nhìn nó, tôi cảm thấy nó vẫn có một chút hy vọng trong tương lai. Nếu mà ban giám đốc cái điều hành khéo, đội ngũ marketing, sale nó làm giỏi, và mở rộng thị trường nhiều, thì con đường nó đi còn rộng lắm. Nhưng mà tuy nhiên á, cái VinFast nó bị cạnh tranh với thị trường khổng lồ, nào xe Nhật, nào xe Đức, nào xe Mỹ vân vân,
Vừa qua thì có một công ty chuyên môn liệt kê bốn công ty, bốn xe điện mạnh nhất của thế giới, tốt nhất thế giới, giá trị nhất thế giới, thì trong đó không có xe của VinFast, không có xe của Tàu, mà có xe Đức, xe Mỹ, vân vân, xe các nước mà không có xe của Tàu, không có xe của VinFast. Nhưng mà trong đó cái thị trường công ty thứ hai nữa là cái công ty xe điện của lớn nhất của Trung Quốc đó, thì số xe tiêu thụ đó trong năm vừa qua, trong tháng vừa qua nó vượt qua số xe tiêu thụ của công ty của Mỹ. Chúng ta biết là công ty của ông Elon Musk là công ty nổi tiếng nhất của Mỹ, và số xe nó tháng vừa qua đã tụt xuống so với trên toàn cầu, so với số xe của công ty của Trung Quốc, công ty hàng đầu của Trung Quốc, và cuộc chạy đua hai công ty này vẫn kinh hoàng, vẫn kinh hoàng. Trở lại cho thấy là thị trường của xe hơi điện rất cạnh tranh, và có thể thị trường nó sẽ khốc liệt hơn nữa, và người ta đang tìm cách tìm kiếm con đường đi mới. Nhật Bản có thể là xe kết hợp vừa vừa nước chứ không phải là và điện, mà tôi ta đang ấp ủ nghiên cứu và đang áp dụng cái xe này, thì có thể ra thị trường nay mai nó sẽ cạnh tranh cái xe điện tốt hơn xe điện. Chúng ta chờ xem, thì cái thị trường cổ phiếu nó có sự cạnh tranh như vậy. Cái đường đi của công ty ông Trump xây nó sẽ qua xe từ đường đi của ông Trump, của công ty cổ phiếu của ông Trump, nó hơi ná giống như cái cách đi của VinFast ấy. Nó lên cũng nhanh mà tụt xuống cũng lẹ. Và trước khi chúng ta đi tiếp thì cái cổ phiếu của ông Trump ngày hôm nay tụt xuống lần nữa ở mức độ 21.47%, còn tương đương với 13 đồng 30 xu, và tương đương với 20% tụt xuống. Đó là tin không vui cho thị trường chứng khoán của ông Trump. Và không biết ông ta còn dừng lại được chỗ này không, hay là sẽ tiếp tục tụt tiếp trong mấy ngày tới. Nhưng mà sợ gì ta ra qua xe VinFast rồi xem sao với ông Trump ở biển. Cái công ty của mạng xã hội của ông Trump á, nó cũng rất là em út trong trong ngành mạng xã hội. Nó so với công ty mà mạng xã hội của Yahoo, của mạng 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 xã hội khác đó, hay là Twitter hoặc là Facebook đó, thì mạng của ông Trump rất là yếu, số số khán giả, số người viewer rất là thấp, phần 1/150, 1/200 số viewer của Yahoo hay của Animus, của X hay là của Twitter. Do vậy vì cái giá trị của sản phẩm công trình nó không có lớn thì làm sao giá cổ phiếu nó cao được, nó phải tụt xuống, tại vì cổ phiếu nó đi theo cái nhu cầu thị trường, cổ phiếu nó đi theo cái xu hướng thị trường, và xu hướng thị trường coi ông thuộc loại công ty nhỏ cà cò con thì làm sao mà ông có cổ phiếu nó gia tăng được. Cho nên tôi tin rằng cái cổ phiếu của ông Trump trong thời gian có 2-3 tháng tới thôi, tôi tin là sẽ xuống dưới 10 đồng. Một xa hơn nữa thì nó sẽ xuống dưới hơn nữa, bởi vì cái bản chất của nó, cổ phiếu nó phản ánh cái giá trị của công ty của của media của ông Trump đâu có mạnh đâu, rất là yếu, thì nó rơi vào số phận như VinFast, tôi nghĩ như vậy. Nguyên văn công ty Trump nó hơi dài dòng. The Trump Media and Technology Group, là tiếng Việt là tập đoàn kỹ thuật và truyền thông của Trump. Đó là công ty, nhưng mà người ta hay nhớ bằng cái social media, chút social media nhiều hơn, bởi vì nó có name, có tên, có tuổi lớn hơn cái tên công ty được tập đoàn truyền thông kỹ thuật và của ông Trump, thì cái đó nó chưa chưa có name. Và cái công ty mà này đó, công ty tập đoàn truyền thông và kỹ thuật công trình, nó tựa đương cái sản phẩm chính của nó, cái công ty chính của nó và công ty con đó, là Truth Social Media. Thì công ty tập đoàn truyền thông công trình đó, năm ngoái đó, nó lỗ khoảng 60 triệu, và trong khi đó, nó chỉ làm ra để kiếm được doanh thu 4 triệu rồi. Thì quý vị biết cái công ty đó, mà một năm đó, mà làm ăn đem vào chỉ có doanh thu chứ không phải là đâu tiền lời nha, đem doanh thu mà chỉ có
doanh thu là revenue và có 4 triệu thôi, thì cái net profit nó lỗ được do những cái chi phí lớn quá thì nó lỗ khoảng 50 mấy triệu, thì nhưng mà nó thua 4 triệu rồi và nó lỗ tới 60 triệu, lỗ 60 triệu. Thì một công ty như vậy quý vị nghĩ nó có giá trị thị trường không? Nó có thể tạo cái tin tức, nó tạo tạo thì sẽ làm gia tăng cái thị trường chứng khoán cũng trong không khó. Và bây giờ hiện nay đó, cái số người mua của ông ta phần lớn là những người mà mạo hiểm, những người đầu tư, những người mà thương mến ông ta, và họ là những người mà ủng hộ ông ta, để họ mua được có một kỷ niệm nhiều hơn là để kinh doanh. Và trong cái thời gian vừa qua, từ ngày mở chợ đến giờ này, cái sự mà tụt xuống trị giá của chứng khoán của ông Trump khiến cho ông Trump mất khoảng 1 tỷ đô la theo theo cái tính toán, theo cái con số của hãng tin Bloomberg của Mỹ đưa ra, là ông Trump mấy ngày vừa qua, các tuần qua, mất 1 tỷ đồng trên cái thị trong cái thị trường chứng khoán giảm giá. Tiền nó tuy ông ta chưa đụng vô, chưa xài được một trời 6 tháng, nhưng mà đóng là tiền, em biết đóng là tiền, trước sau là tiền của mình. Mà mất thêm 1 tỷ đồng trong vòng 5 năm 6 ngày, từ thứ ba tuần trước đến thứ ba tuần hôm nay, là đúng là 7 ngày, trong đó có 5 ngày mà chúng ta trading, thì cho thấy rằng cái số sa sút. Vậy dừng lại đây chưa? Tôi chưa, là mới bắt đầu giai đoạn của đi xuống, chưa dừng lại, tốc độ đi xuống còn cao. Chúng ta chờ xem. Tôi không phải làm thầy bói, nhưng mà cái vấn đề cái giá nó phải phù hợp với cái sản phẩm. Cái sản phẩm càng tốt càng ưa chuộng, giá càng cao. Và sản phẩm của ông Trump trút social media có gì so với Facebook, cho gì so với X của ông Elon, cho nên không thể. Quý vị nhớ ông Elon Musk mua công ty của Twitter và đổi sang X bây giờ đó, bao nhiêu? 44 tỷ. Thì công ty của ông Trump trị giá 3 tỷ à. Thì có nghĩa là tầm vóc của công ty trong nhỏ, xong làm sao cạnh tranh được Facebook cả 100 tỷ, làm sao cạnh tranh được cả 44 tỷ, 50 tỷ. Do vậy chúng ta thấy rằng trong thời buổi hiện nay sự cạnh tranh rất khốc liệt, mình không có một sản phẩm mạnh thì khó thể nào tồn tại trên thị trường, cái phát triển thị trường dân truyền. Tôi đoán tương lai của công ty Trump Media rất là u ám, công ty truyền thông Trump sẽ rất là u ám là vậy. Trong cái tuần qua, khi mà thị trường lên cái ở điểm cao nhất của nó, thị trường chứng khoán lên ở điểm cao nhất của nó, thì stock của ông Trump lên ở điểm cao nhất của nó, thì quý vị biết công ty của ông Trump lên được bao nhiêu tiền, trị giá bao nhiêu tiền trên thị trường? Công ty của ông Trump trị giá lên 11 tỷ. Wow, kinh khủng. Đó không phải là trị giá để mua cái chút social media. Tôi không nghĩ như vậy. Nó quá là cái nó bùng nổ như vậy, nó giống bây giờ thì bong bóng xì hơi thôi, tới lúc sau vào bùng nổ không. Cái thời đó tôi gọi là mania. Mania là gì? Là thời bùng nổ, tưng bừng xú quách, mọi thứ đều lên, mọi thứ đều là lạc quan, mọi thứ đều trên dần, và sẽ tới lúc mà mọi thứ đều yếu, nó trở về vị trí thật của nó, mọi thứ đều yếu ớt, mọi thứ đều yếu kém so với các công ty lớn khác. Và trên con đường nó đang đi trở lại đó, và ngày hôm nay và tuần vừa qua và ngày hôm nay được xem là thời kỳ đang trở lại cái vị trí thấp của công ty, của giá trị của Truth Social Media là ở đâu. Và đó, ngay cái tờ báo chí Mỹ đó viết cái chữ này tôi rất thích nè, là cái sự bùng phát của công ty Truth Social Media nó được thúc đẩy bởi những người gì, những người investor nhỏ, và ai là những người supporters của chúng ta, những ủng hộ viên của chúng ta, của MAGA, của Trump trên toàn Hoa Kỳ và thế giới. Thì họ ủng hộ vì cái gì? Một phần vì họ thương cảm cho cái tình hình rắc rối về pháp lý, tòa án mở liên tục, thuê luật sư nhiều, kinh tế khó khăn của chúng ta, tình trạng pháp lý khó khăn của chúng ta, và họ muốn ủng hộ chúng ta một chút xíu để bày tỏ tấm lòng người ủng hộ Trump. Đó, thì quý vị thấy rằng cái lý do
mà họ ủng hộ là lý do chính trị, và khi lý do đó không còn nữa thì thị trường chứng khoán nó có lý do đi lên thì nó chỉ có lý do đi xuống, đó là vấn đề chính. Và trong công ty này không phải 100% là ông là được thuộc quyền sở hữu của ông Trump, ông Trump chỉ chiếm 60% sở hữu của công ty này mà thôi, 60% sở hữu trên một, còn 40% của người khác ai đó chúng ta không biết, thưa quý vị. Và người ta tin chắc rằng trong thời gian tới thì cái công ty của ông Trump vẫn chịu, công ty media của ông Trump vẫn chịu cái operation cost, operation loss, là cái nổ lạ về chi phí điều hành. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái năm trước công ty mạng rồi của ông ta chịu chi phí khoảng 50 triệu, 60 triệu, và trong khi thu vô có 4,1 triệu rồi, thì còn lại là lỗ. Thì lần này người ta tin chắc rằng công ty cũng mới quá, mới ra thị trường, mới ra lò, chưa có quảng cáo nhiều, chưa có thu vô nhiều, thì chắc chắn sẽ còn lỗ tiếp. Và từ đó xảy ra tình trạng gì? Negative cash flow, là tiền lưu lượng tiền mặt nó bị túng thiếu, bị con số âm, và cái chi phí điều hành cũng gặp gặp khó khăn, ít nhất là trong thời gian tới, ít nhất là trong thời gian tới theo báo chí như vậy, như vậy. Có thể lâu dài nhưng mà ít nhất cũng trong thời gian sắp tới. Do vậy làm sao thì cổ phiếu lên được trong ngày tháng tới? No way, không, theo tôi là no way luôn, không có cách gì được. Theo ghi nhận được của tài liệu về tài chính, tài chính báo cáo, thì công ty truyền thông Trump chi 40 triệu tiền trả tiền lãi, 40 triệu để trả tiền lãi, và khoảng 16 triệu là tiền cho chi phí điều hành trong năm 2023, và họ lỗ như vậy là 56 triệu là như vậy, trong khi thu vô 4,1 triệu mà. Thì với một công ty mà chi phí cả 50, 60, 70 triệu và thu về 4 triệu thì công ty đã trước sau bên kè. Và chúng ta chờ xem. Cái, theo tôi trở lại câu cuối cùng trước khi ra thông tin thứ hai được. Cái lý do tôi nhìn về cái vấn đề mà tương lai công ty Trump tôi thấy rất ảm đạm. Bởi vì sao? Cái vấn đề là chừng nào nguồn thu mà nó lớn hơn nguồn chi thì công ty đó mới bắt đầu có tương lai. Hay là có sản phẩm đang hot trong thị trường và con mê mẩn và không thể thiếu nó được thì còn có tương lai. Còn trong trường hợp như thế này thì thua, thưa quý vị, trường hợp này thì khó lòng tôi làm được gì lắm, cần gì phép lạ. Bây giờ cũng xa, bản tin thứ hai cũng liên quan với ông Trump nữa, và lần này liên quan cái vụ mà tòa hình sự đầu tiên của ông Trump tại thành phố New York. Tại sao nó tòa hình sự đầu tiên? Tại vì ông Trump có bốn phiên tòa hình sự, và hiện nay có một phiên tòa đang chuẩn bị xử đầu tiên vào ngày 15 tháng 4, thì khoảng 2 tuần nữa thì phiên tòa sẽ bắt đầu. Có một cuộc chiến khác bên ngoài lề là giữa ông chánh án quan tòa Merchant, chánh án quan tòa Merchant của cô con gái của ông ta và ông Donald Trump, về cuộc chiến giữa bên ngoài tòa và cuộc chiến như thế nào và hậu quả ra sao, đó là vấn đề chúng ta cần phải biết. Thì chúng ta biết là trong thời gian vừa qua, thứ ba tuần trước thì ông chánh án Merchant đã công bố một cái gọi là gag order. Gag order là gì? Người ta nói rồi, cái lệnh bịt miệng là anh không được nói đầy nói bà những cái điều mà tòa cấm anh nói, đúng không? Không thể ra nói lung tung trên xã hội được, đó là gag order, mà cái lệnh bịt miệng không được nói những vấn đề gì mà được nói các vấn đề còn lại ra sao. Họ đưa những vấn đề cấm nói, cấm đề cập, cấm tấn công thôi. Thì như vậy đó, ông công tố viên chính của ông Merchant, của chánh án Merchant, vừa nói chuyện với ông ta sáng ngày hôm qua, ông nói là có nên xem xét lại để gia hạn, mở rộng cái gag order cho ông Trump không. Thì bây giờ đã có kết quả, thưa quý vị. Ngày hôm nay chính thức là chánh án của phiên tòa tại New York trong một xử tiền lót tay, tiền hối lộ của cô đào Daniel trong cái việc mà ăn chơi, che giấu ăn chơi của ông Trump
trước khi ông Trump ra tranh cử. Vì nếu mà ông Trump để tin nó lộ ra thì có thể người thắng cử là bà Hillary Clinton, như vậy là ông Trump. Cái ông Trump đã che giấu, đã làm những công việc phạm pháp, che giấu và với cùng với ông luật sư Michael Cohen về việc có như nào mà tòa đã ghi được sẽ có tới 34 tội để được đề cập tới. Tội gì dữ dằn thưa quý vị, tới 34 tội tôi biết tội gì. Tôi rất là chờ đợi phiên tòa để lắng nghe phiên tòa này ngày 15 tháng 4 thưa quý vị, còn 2 tuần để đúng nữa thôi, đúng 2 tuần nữa thôi. Rất là thú vị để nghe. Và không những tấn công ông trên án Mưu Trinh mà ông Trung một tấn công của con gái của ông ta tùm lum là la hết, thì câu chuyện nó như thế nào đi sâu chi tiết hơn mời quý vị cùng nghe. Sau những cái vụ mà tấn công, một vài lần tấn công trực diện nhắm vào cô con gái của chánh án Mưu Trinh đó, do ông Trump ta mở được tấn công nó, thì chánh án Juan Mưu Trinh đã mở rộng cái gag order, cái lệnh bịt miệng trong cái vụ án mà xử về hush money, trả vụ án trả tiền bịt miệng của cô đào Daniel. Thì câu chuyện đó đang diễn ra. Bây giờ trở lại vụ án như thế nào? Chúng ta biết rằng bà Hope Hicks cũng sẽ được mang ra tòa làm chứng và công khai. Bà Hope Hicks là ai? Quý vị chắc chưa quên, bà ta là phát ngôn nhân báo chí đầu tiên của ông Trump từ năm 2016 đó, ông Trump làm tổng thống. Và bà là giám đốc truyền thông của chính quyền của ông Trump năm 2016, để giám đốc đầu tiên, rồi sau đó bà từ chức để làm việc khác. Thì bà cũng sẽ được bị gọi ra tòa, hay được gọi ra tòa trong để làm chứng cho cái vụ trả tiền bịt miệng tại New York, mà tại vì bà ta chắc chắn phải biết chuyện này. Bà ta là giám đốc truyền thông nói nhiều vấn đề này, và bà ta đã từng là người phát ngôn nhân của ông Trump đầu tiên, của ông Trump, Hope Hicks. Thì chắc chắn bà biết cái chuyện là ông Trump đã lo lót chạy trọt, che giấu, bao che giấu giếm cái vụ trả tiền bịt miệng ra sao, và hành trình điêu đồng tiền như thế nào, thì chắc chắn sẽ ra tòa công khai. Ta chờ xem bà khai cái gì. Hope Hicks đã từng ra làm chứng ở tòa vào năm 2018. Lúc mà cái hội đồng và grand jury đại bồi thẩm đoàn điều tra về cái chi phí về cái trả tiền của Trump với cô đào Stormy Daniels, cũng như là cái vụ mà ra chỉ huy cho cái vụ phiến loạn ngày 6 tháng Giêng. Thì như vậy là Hope Hicks là người có liên quan trong cuộc này, có biết việc này, cho nên cô phải triệu tập ra một cuộc khai. Cô là người bỏ từ chức trong cái vị trí của chính quyền Trump, thì cô khai như thế nào? Đó là điều người ta đang nghe. Và dưới đây là một vài chi tiết quan trọng của cái phiên tòa. Phiên tòa vừa tái xác nhận là phiên tòa sẽ mở phiên xử vụ trả tiền bịt miệng của ông Trump với cô đào Daniels vào ngày 15 tháng 4 sắp tới, như tôi vừa nói. Thứ hai là phiên tòa ra quyết định là gia hạn và mở rộng cái lệnh gag order, cái lệnh, cái phán lệnh là cấm ông Trump phát biểu trong một số trường hợp nào đó. Thứ ba là gì? Cái điều đó nhằm mục đích là ngăn cản ông Trump, ngăn chặn Trump không được tấn công bậy bạ những nhân chứng, những thẩm phán, những biện lý, những jury, những người mà quan tòa và những người khác, và kể cả những nhân viên của tòa án, trong khi mà họ đem ông Trump ra xử vào ngày 15 tháng 4 tới. Nhưng mà họ chuẩn bị một cái sự mà đối phó với ông Trump
Trong một số tuần trước tôi biết rằng trong việc ra tòa, ông ngay trong tòa ông rất ngang ngược và ông có thể cãi cứng, ông chửi người này, ông chửi chánh án, ông chửi lung tung bên cho nào. Thì bây giờ họ rút kinh nghiệm, họ cho gắt order là bịt miệng ông ta, chỉ được nói những điều cần nói và không được nói điều lung tung. Thì ông Trump sẽ gần như là cái đó là nó đánh vào tính bản chất của ông Trump, thì ông Trump sẽ không biết là sẽ như thế nào. Ông Trump có cái truyền thống là tấn công vào cái những thành viên gia đình của ông ta, từ việc mà những thành viên của các jurist là những bồi thẩm viên, và những luật sư để tham gia cái vụ bào chữa cho vụ án của ông ta, vụ án của ông ta. Ông ai thường tấn công lắm, mà cái việc tấn công của ông ta nó không có cái, từ Mỹ nó gọi là no legitimate purpose, nó không có cái mục đích về hợp lý, hợp pháp. Ông tấn công bừa ra làm cho ta nhức đầu, bực dội, bực tức và trả thù. Và tòa ông lưu ý là ông trên mạng xã hội truth social media của ông Trump nhắm vào ai? Nhắm vào quan tòa Merchant, và nhắm vào ai nữa? Nhắm vào cô con gái của quan tòa Lauren Merchant. Và khi cô tấn công vào ông con gái quan tòa gọi là Lauren Merchant, thì ông Trump tấn công từ nó falsely accusing, là truy tố, tố cáo một cái sai lầm, cái sai lạc và cái dựng chuyện. Và ông Trump cho rằng cô đã bố trí hình của ông ta bị nhốt sâu cái sâu song sắt, và còn truy tố rằng cô ta làm như vậy vì để kiếm tiền. Thì cái đó nó không có chứng cứ, không có bằng chứng, tòa phản đối cái điều đó. Và trong cái phiên tòa này có sự xuất hiện của một nhân vật rất dữ dằn, đó là nhân vật là thẩm chánh chánh gì đó, là ông Brad, là đại diện cho phiên tòa, rất quan trọng. Ông này một người da đen và đụng độ với ông Trump không phải lần đầu tiên, đụng độ với ông Trump rất nhiều lần. Và chính ông Brad này là cũng như ông quan tòa Merchant vậy, là những người đã từng đụng độ ông Trump và không có thiện cảm ông Trump. Ông Brad gọi ông Trump là gì? Là một người nhân vật nguy hiểm, nhân vật bạo động, violent, dangerous. Những chữ đó thì ông ta dành cho ông Donald Trump. Cho vậy ông Trump khi bước vào cái phiên tòa đầu tiên trong cái tội hình sự, mà chúng tôi nhắc lại một lần nữa, cái sự khác biệt giữa tội hình sự, vụ án hình sự, vụ án dân sự là sao? Một trong nhiều sự khác biệt đó là quan mà sự khác biệt quan trọng lắm. Và nếu người defending mà bị thua, người bị truy tố mà thua trong vụ án dân sự thì bị nộp tiền để trả, mà người bị thua trong vụ án hình sự thì phải ở tù. Thì nếu trong vụ án hình sự này mà ông Trump thua thì có thể ông sẽ vào vào trong tù, và nếu vào trong tù thì ảnh hưởng đến cuộc tranh cử như thế nào trong khi cuộc bầu cử ngày đang gần kề. Và hy vọng là ông Trump đang tìm cách, chiến thuật của ông Trump là delay, là hoãn lại những cuộc xử của các phiên tòa hình sự để chờ sau khi bầu cử xong. Và nếu bầu cử mà xong mà ông ta đậu thành tổng thống á, thì với cương vị vị tổng thống Mỹ, ông ta có lệnh miễn nhiệm và ông ta có thể dùng quyền lực, thế lực của mình, ông ta yêu cầu phải xóa bỏ, hủy bỏ tất cả các bản án của xử trí, và ông ta có thể người vô tội. Và nếu mà ông ta thua đó thì cũng có thể là cuộc xử này sẽ tiếp tục dù là sau bầu cử tổng thống, mà người ta tin rằng thời gian không còn nữa, cho nên có thể chỉ có một hai vụ xử trước ngày bầu cử, trước ngày 5 tháng 11, đó là một vụ xử tại phiên tòa ở ở tại New York, phiên tòa trả tiền bực miệng cho cô đầu Stormy Daniel. Và thứ hai nữa, có thể có và rất có thể không, là phiên tòa xử gian lận cử tri tại Georgia. Thì đó là hai phiên tòa ta hy vọng mở sớm. Và nếu mà ông Trump mà đắc cử thì coi như ông ta thoát rất là nhiều cái phiên tòa xử ông ta, vì ông ta sẽ hoãn lại sự đình chỉ hủy bỏ công văn đầu tư. Chờ xem ông Trump có đủ may mắn để thoát khỏi những
cái ngục tù không? Chúng ta chưa biết. Bây giờ cảm ơn quý vị đã theo dõi hai bản tin đầu. Bây giờ chúng ta bước sang bản tin thứ ba. Và bản tin thứ ba là ông Trump vừa hôm nay đã công bố đó. Ông ta đã mua cái bond để mà trả cho cái tiền 175 triệu cho một án phạt, tiền mà án phạt tại thành phố New York về làm ăn mà gian lận. Quý vị, công ty Trump Association gian lận, thì phiên tòa kháng cáo đã phán xử ông ta phải trả 175 triệu trong thời gian 10 ngày, và bước sang tuần thứ hai thì ông ta trả cái này. Và cái công ty, ai là công ty đã bán bond cho ông ta và nói gì với nhau, chúng tôi mời vị theo dõi công ty sau đây. Thì ông Trump, bản tin của ngày hôm nay nó ồn ào cho biết rằng ông Trump đã ký được cái bond là 175 triệu để nộp cho tòa tại New York vì cái vụ án gian lận thương mại, gian lận về dân sự mà chúng ta đã từng biết. Và từ khoảng 400 mấy chục triệu thì ông tòa giảm xuống còn 175 triệu trong điều kiện phải đóng trước 10 ngày. Ông Trump hứa, như chúng tôi đã từng đoán báo quý vị, ông Trump hứa là sẽ đóng ngay lập tức 175 triệu, và ông ta đã đóng, ông ta đã có cái bond. Thì công ty bán bond cho ông ta là công ty Knight Specialty Insurance Company. Công ty bán bond cho ông ta 175 triệu đó là công ty Knight Specialty Insurance Company. Công ty này do công ty tư nhân do Hankey Group làm chủ, và chủ tịch của công ty Hankey Group này đã nói với đài ABC News của Mỹ như sau. Ông ta cũng đã từng xem xét cái vụ và bán cái bond 475 triệu cho ông Trump, bởi vì ông ta trước đây và hiện nay là một cái Trump supporter, là người ủng hộ ông Trump, là người cuồng Trump, cho nên ông ta có những thiện cảm muốn lo lắng cho ông Trump chuyện đó. Thì ông Don Hankey đó nói với đài ABC như sau. Đây là những cái chuyện, đây là những dịch vụ mà chúng tôi đang làm ăn tại công ty Knight Insurance của chúng tôi, và chúng ta rất là sung sướng để có khả năng để lo cho cái cựu tổng thống trong cái tình hình này. Và ông ta nói thêm tiếp, cái chuyện này mà chúng tôi lo đó là chuyện nhiều hơn là vì thương mại, vì đó là quyết định thương mại làm ăn kiếm lời, nhưng nó cũng là một chuyện, một người mà cũng là chuyện mà người mà supporter, người cuồng Trump nên làm. Như vậy ông ta có hai chân để lo vụ này, là một vì là vấn đề thương mại, hai là người ủng hộ Trump. Thì ông chủ tịch của công ty bảo hiểm bán bond trong Trump nói như vậy. Và ông cũng cho biết rằng công ty ông trước đây cũng đã initially được khởi đầu của các bàn với ông Trump về món tiền 464 triệu mà phải làm bond để trả cho thành phố New York, như tôi từng nói. Thì nhưng mà tòa kháng án thì giảm xuống còn 175 triệu mà thôi, thì ông lo cái khoản tiền này. Thì ngày hôm nay ông Trump đã có cái khoản tiền 175 triệu đã được ký duyệt qua rồi, thông qua rồi, và cái chuyện vụ án đã trả tiền để mà kháng cáo là 475 triệu thì đã được thông qua. Và chúng ta coi chờ xem thử cái kháng cáo của ông Trump trên cái tòa kháng cáo trở lên nữa sẽ như thế nào. Thì ông đó là lời về công bố của ông Hankey, là chủ tịch công ty bảo hiểm lo vấn đề bond 175 triệu cho ông Trump. Thì từ đây cái vụ đó sẽ như nào nữa, thì ông Trump còn khiếu nại đâu nữa hay là không khiếu nại, chúng ta chưa biết, ta chờ xem cái gì, cái development sự kiện như là cái sự phát triển sự kiện ra làm sao.
Và bây giờ chúng ta đi tới bản tin cuối cùng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, tin tức ngày hôm nay là công ty chứng khoán của công ty Trump, công ty media, công ty truyền thông Trump đã rớt hơn 21% sau khi công ty này đã công bố việc lỗ 58 triệu cho năm năm ngoái 2023. Thì sau khi chúng ta nói bên trên, sau khi ông Trump công bố, công ty Trump công bố là công ty truyền thông media của ông Trump năm ngoái lỗ 58 triệu, tiết lộ đã bị lỗ của năm ngoái 58 triệu, thì cổ phiếu ông Trump như chúng ta nói bên trên này là cổ phiếu đổ dốc xuống tới còn 21%. Chúng ta biết rằng sau khi mà công ty của ông Trump mới được công bố trên thị trường chứng khoán á, khoảng một tuần, thì trong một tuần lễ đó nghe tin đó, nó là sự khởi đầu của thị trường chứng khoán của ông Trump á, rất là flashy, bùng nổ, là sáng chói, lên liên tục, bứt phá lên cách bất ngờ. Và bắt đầu từ tuần này, thì tuần vài ngày vừa qua và vào ngày thứ hai tuần này, thì thị trường chứng khoán của ông Trump lại tụt dốc đi xuống rất là thê thảm như chúng ta đã nói bên trên. Năm ngoái thì ông ta lỗ gần như là 68.2 triệu đô la. Và ngày vì cái tin đó nó làm cho ngày hôm nay cái giá cổ phiếu của ông Trump rớt xuống 21% như chúng ta từng nói bên trên. Trong khi đó năm ngoái đó, cái revenue là cái thu nhập, doanh thu của ông Trump chỉ 4.1 triệu thôi, doanh thu rất là thấp so với công ty lớn của Hoa Kỳ. Đó là theo tài liệu một khai báo với SEC, là công ty mà Ủy ban bảo vệ chứng khoán của Mỹ cho biết như vậy. Sau khi mà công ty của ông Trump á, công ty mà truyền thông mạng của ông Trump đó, nó merge, nó nhập vào với công ty là Digital World Acquisition Corporation, thì công ty truyền thông của ông Trump bắt đầu buôn bán trên cổ phiếu thị trường chứng khoán vào ngày 26 tháng 3 vừa qua trên cái mạng Nasdaq, thị trường Nasdaq cùng chứng khoán của Mỹ, và với cái ticket là với ticker là với nhãn hiệu là DJT. Quý vị, mỗi nó có rất là hàng ngàn công ty thị trường chứng khoán, thì công ty trên thị trường chứng khoán, mỗi cái công ty nó có một cái biểu hiện của nó gọi là ticker đó, mà công ty nó có một cái biểu hiện của nó, thì công ty cũng trùm có việc DJT. Quý vị vào trong thị trường chứng khoán đánh trên DJT nữa ra cái tên công ty chúng ta coi lên xuống trong ngày mua bán ra sao, thì quý vị có thể tham dự vào. Và cái ghi nhận chúng tôi đã nói bên trên là thị trường chứng khoán cổ phiếu công trâm trong suốt 7 ngày vừa qua nó lên bổng xuống trầm, biến động quá dữ, và trong ngày nay biến động rất bất lợi, có lúc nó lên tới khoảng 79, hơn 79 mỹ kim cho một cổ phiếu, lên chóng mặt trong thời điểm nào đó cách đây một vài ngày vừa qua. Và bây giờ trong khi giá phiếu mà đề nghị ban đầu, giá cổ phiếu đề nghị ban đầu giữa 49 đồng 95 thôi, thì nó lên rất là chóng mặt như vậy, và bây giờ nó tụt xuống. Nhưng mà Nguyễn Phương Nam nói với quý vị, coi thử Nam nói đúng không, tôi không tin vào tương lai của cổ phiếu của ông Trump Media. Nó có giá trị nào đó, nhưng mà giá trị khiêm tốn, chứ không có phải giá trị bùng phát gì vậy. Và nếu quý vị nào mà mua thì tôi nghĩ chưa phải là lúc để chúng ta mua để đầu tư. Mua mà chúng ta phải biết cái đấy nó rơi đến mức độ nào. Có lẽ nào nó sẽ rơi vào cái đấy. Bây giờ công ty của VinFast nó từ cái 100 đồng rớt xuống còn là 4 đồng mấy, thì công ty Trump theo một số chuyên viên của Mỹ cho là có thể rớt xuống tới 2 đồng. Thì nếu người mua ăn chắc công ty Trump chờ 1 đồng mấy, 2 đồng hẳn mua, bây giờ quá sớm để mà mua. Mà nếu bây giờ mình mua tới 49 đồng mấy mà rớt xuống còn 2 đồng một cổ phiếu, thì một cổ phiếu bị rớt 47-48 đồng thì quý vị sẽ chịu không nổi. 1.000 cổ phiếu thì rơi thua 47-48 ngàn, nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên đây chưa phải là lúc để mua cổ phiếu. Theo
các nhà mà nghiên cứu về thị trường của Mỹ nói như vậy. Thế thì thưa quý vị, chúng ta bước vào sau 3 ngày nghỉ lễ. Bây giờ chắc quý vị đi làm trở lại mệt mỏi và mệt mỏi. Chúc quý vị tiêu khiển những giờ thời gian mệt mỏi này bằng bản tin của giới truyền thông, trong đó có cả đi Today. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một tuần lễ lao động, làm việc bình an, thịnh vượng và phát tài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai, thứ tư, xin kính